Chúng ta thì sẽ còn câu loading mà thôi. Dire team ban. Và chúng ta cùng đến với phần ban pick đầu tiên của bó năm. Những trận đánh sẽ mang lại cho họ Radiant team ban. Vâng, sẽ phải hốt lại lobby, có điều gì đó đã không đúng xảy ra. Tưởng đây chính là điều mà Pew Pew đã nhắc đến. Để cho Shadow Fan farm được Lothar là rất rất mệt mỏi. Một mạng của Naga đổi đến ba mạng và có cả carry chính. Dire's structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Những bạn nào bị lag thì mình sẽ restart stream sau game đấu này. PewPew sẽ restart stream để các bạn có thể xem được một cách thoải mái thì mình sẽ restart. Nhấc lên rồi, giật sếp và chúng ta có thể thấy là lượng đem khá lớn. Throw liệu có bị bắt không? Bắt được. Naga lúc này có ngủ và cần phải rất rất cẩn thận. Mình đã chui ra rồi. Ngủ rất đổ vào. Vâng, tắt đồ. Rage lên rất hay. Daxia ở phía sau hỗ trợ đã phải chộp lại rồi. Vâng, Daxia đã bị lại tiếp tục bóc tốc chạy đi. Rất khó chịu. Rất khó chịu. Gobo đã phá được trụ bot rồi. Vừa rồi là một tình huống mà nếu như Naga Siren ngủ sớm hơn thì có lẽ là mọi chuyện sẽ khác. Lượng vàng khác biệt bây giờ là vẫn ở khoảng tầm 3.000. Rubik lúc này cũng có giày mana. Họ có rất rất nhiều giày mana. Sentry được cắm xuống. Combat cứ tiếp tục nổ ra, còn gấu bố vẫn tiếp tục đi farm mà thôi. 2.400 tiền rồi. Generation. Có vậy. Kéo lại phía sau Rage lên rồi. Nhưng lượng đem là quá lớn đến từ SF cũng như chói của Naga. Vậy là Mega Kill lần này được chuyển sang cho SF rồi, không phải là quân của. Vâng, bắp tốc cho Naga Siren đuổi theo. Một stun. Stun nhưng né được. Rất khó chịu bởi The Sun. Bây giờ là chói nhưng TA đã bờ linh lên. Đã có ulti cũng như rất khó chịu, chơi rất chuẩn bài. TA bây giờ liệu có sống được hay không? Bị kéo lại phía sau, đây chính là sự khó chịu có cho của Jadamon. Nhưng từng skill một được đưa ra và rất đúng đắn trong việc sử dụng. Tiếp tục có tele của SF. Có lẽ là trụ top này khó lòng mà đép được rồi. Vâng, vẫn tiếp tục chạy cố, sẽ tiếp tục đép. Đó là Nyx. Anh sắp có bàn tay độc. Vâng, đúng như dự đoán thì Naga Siren sẽ lên đồ tăng. Vâng, sau game đấu này thì mình sẽ restart. Sau game đấu này thì mình sẽ restart. Còn bây giờ thì mình sẽ không restart. Khi mà trận đấu kết thúc thì mình sẽ restart để các bạn có thể thoải mái xem hơn. Nhưng bây giờ thì chúng ta cùng phải tập trung vào trận đấu này và sẽ không có restart gì trong trận cả. Rubik không cướp được skill gì. Có vẻ như họ đang muốn đẩy trụ ngược. Radiant's top tower is under attack. Nổ vũ trụ nhưng lại có một tele. Và đó chính là Naga Siren. Đây là một cái ngủ vô cùng khó chịu. SF chưa có tê vây kiểm không được. Bây giờ thì
Đúng là thảm họa. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower. 3600 tiền còn TE lúc này có Blink. Top tower is under attack. Vậy là họ sẽ còn pha đổ trụ. Vậy là hết creep. SF là một hero dep rất khủng. Chỉ với 127 lượng mana là không đáng kể. Với 150 mana nhưng lại có thể farm được một wave creep. Trong khi đó thì Daxia sắp có được Mekan rồi. Lúc đó thì đội hình của họ push sẽ khó chịu hơn vô cùng. Trong khi đó thì Radiant sắp được hoàn thành ở trên Gobo. Lúc này đã là phút thứ 30. Xin lỗi các bạn, là mới phút thứ 20. Xin lỗi các bạn, mình nhìn nhầm. Lúc này thì đã là phút thứ 20 rồi. Vâng, SF sẽ lên EB chứ không phải là BKB. Có một cái mình thấy mình thấy khá là rõ rệt khác nhau ở cả hai miền Nam Bắc khi đánh Dota, đó là miền Bắc thì chúng ta đánh thiên về lối chơi ổn định và khả năng cá nhân chơi rất là cao, và có khả năng đánh pub thì có khả năng một mình cân team, hay là trong kể cả là trong các competitive game cũng vậy. Đi lane rất chuẩn và rất nhiều tele. Và một khi nhìn thấy tele thì tất cả các hero của bên phía Warm lại phải đi về. Vâng. Có vẻ như Giang Mi không còn bắt nạt được Kutea nữa rồi. Naga, Siren và Daxia. Trong khi đó thì Dota miền Nam họ đánh thiên về combat. Đây không phải là chỉ giữa hai team này mà đây là sự chú ý quan tâm dài, trong một thời gian dài của Pew Pew. Trận đấu sẽ được quay trở lại. Vâng, các bạn đang hỏi là FPS của mình bao nhiêu. FPS của mình là 13. FPS của mình là khoảng 12, 13 gì đó, cỡ vậy. Shadow Fan đã có 2000 tiền. Có vẻ như anh sẽ không lên BKB như dự đoán, mà anh sẽ lên AB. Naga Silent lên đồ tăng. Điều đem chính sẽ vẫn là SF. Lúc này run hết sở dưới bot. Và Tiểu Mai là không người không ăn. Bây giờ là trói lại rồi. Cần phải rất rất cẩn thận. To nature's foulest cloister. Rubik của Biên Hòa Asin luôn là người được chú ý khi mà trong đội hình của Biên Hòa Asin có Rubik. Không biết bao nhiêu lần Rubik của Biên Hòa Asin làm nên chuyện rồi. 12-11. Tưởng rằng như đây sẽ là một game đấu mà Warm có lợi thế từ đầu game, nhưng Biên Hòa Asin từ khi họ đi chung với nhau vào combat có vẻ như mọi chuyện lại thay đổi. Bắp giáp cho trụ nhưng có vẻ như không được khi có quá đông các hero của bên phía Biên Hòa Asin ở đây. Và creep thì vẫn còn. Họ sẽ tiếp tục đẩy vào trong. Trong khi đó thì Naex có bàn tay độc sẽ push trụ top. Vâng, gấu có Radiance. Vâng, đã mất trụ top rồi. Liệu họ có đổi được hai trụ hay không? Naga lúc này mất khá nhiều máu. Gấu con đã bị nhấc lên. Rage rồi. Nhưng chộp lại hơi khó chịu của... Vâng, cái chộp của Daxia, cái chộp của Shadow Demon
Disruptor vẫn ở lại. Pha ở lại hơi khó hiểu. Trong khi đó thì bây giờ là OT. OT không giải quyết được nhiều vấn đề. Một stun rất khó chịu của Lestrack. À xin lỗi các bạn, là của Rubik. Khi Rubik cướp được, được bắp tốc và chạy đi, nhưng không kịp rồi. Sẽ là tê lê đi. Vẫn tê lê kịp. Vừa rồi là một pha xử lý của Throw mà hơi có phần khó hiểu. Throw đã có thể chạy được nhưng anh lại đứng lại định cố gắng ulti, nhưng timing không được chính xác. 13-14. Đây mới là trận đầu tiên trong bó năm chung kết của Armageddon vòng loại Việt Nam mà thôi. Worm sẽ tranh thủ ăn Roshan. Lúc này thì Shadowfen lại không phải lên EB, anh sẽ lên màn ta. TA lúc này có vẻ như đang sẽ cố gắng để lên BKB khi miếng ghép đầu tiên tăng đem của anh đã được hoàn thành. Mecha đã được hoàn thành ở trên người của Darkseer. Naga Siren sau khi bị chết nhưng anh vẫn có kiếm Yasha cho mình. Lượng vàng chênh lệch vẫn đang nghiêng về bên phía Worm với khoảng hơn 6.000 tiền. Vâng, Nyx đuổi tới Darkseer. Thật ra để cho solo Darkseer với Nyx từ đầu game đến cuối game thì rất là khó giết nhau. Hai hero đó rất là thú vị, từ đầu game đến cuối game đều giết nhau rất là khó. Vâng, Lifestealer sẽ lên cả hớt nữa. Anh sẽ làm tăng cờ cho team. Mọi thứ đều có thể diễn ra. 26 phút và tỷ số đang là 13-14. Đây là ăn được rune hết. Vâng, với chỉ 2 vẩy thì SF lại tiếp tục farm được một wave creep. Thật ra Naga trận đấu này anh sẽ làm tăng cờ trước, sau đó thì mới build đồ late. Chúng ta có thể thấy là họ vẫn có Naga late nhưng mà sẽ late muộn hơn mọi khi. Gấu sẽ làm nhiệm vụ def và gấu với đuôi điền là cực kỳ khó chịu. Thật ra trong tình huống vừa rồi khi mà gấu và Lestrack đứng sau trụ cạnh nhau như vậy, Naga hoàn toàn có thể ngủ để throw đi lên. Để có thể ulti cũng như là làm được mọi thứ. Radiant's top tower is under attack. TA lúc này đã có BKB. Đang có những đường vẽ kẻ chiến thuật đến từ team Worm. Họ đều chơi rất là cẩn trọng. Chúng ta có thể thấy rằng không một ai di chuyển ra ngoài vị trí cần thiết cả. Shadow Demon lúc này cũng đã có Mekan. Trong khi đó thì gấu bố của con đang cố gắng để lên AC. Di chuyển rất cẩn trọng. Manta được hoàn thành ở trên Shadowfen rồi. Chúng ta sẽ cùng xem net worth của các hero lúc này bằng SF và Nyx, gấu bố, TA. Những cái tên chúng ta nhắc đến từ đầu game đến giờ thì đã đang đứng đầu bảng xếp hạng. Cả hai đội đều di chuyển rất rất cẩn trọng. Lượng go per minute của SF đang là cao nhất. Swiftly to the temple's defense. Cả hai bên cũng đang rất chăm chỉ farm, không bên nào muốn combat cả. Họ đều muốn có đồ. Naga Siren có lẽ cũng đang cố gắng để lên Manta chăng. $1,500. Đồng đội của Worm đang đứng chờ đợi và một
một pha ganh của Biên Hòa Acid vào Nix và họ sẽ úp ngược. Nhưng có vẻ là dự đoán của họ không được chính xác rồi, khi thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng không có ai lên. Daxia cũng đã lên giáp. Rất có thể là Daxia sẽ lên giáp băng. Đang có một pha đổi đồ, vậy là sẽ đổi giày máu sang giày thượng đình, đó chính là Power Chest, sẽ có thêm chút tốc tay. Anh di chuyển cũng khá là chậm rãi và sẽ đi về, trong khi đồng đội của anh vẫn ôm nhau. Đây là thời điểm mà chúng ta có thể thấy rằng mặc dù là game đầu nhưng các đội đều chơi cực kỳ cẩn trọng. Rubik lúc này cũng đã có chống đồng. Daxia chưa hiểu anh sẽ lên đồ gì. Throw thì vẫn cần cù với công việc support, anh toàn mua đồ support mà thôi. Shadow Fans sau khi bị chết một mạng ở mid thì anh vẫn chưa chết mạng nào sau đó và cũng còn đang mega kill streak. Naga đã có được miếng ghép thứ hai, đã có tele rồi. Đội hình của bên Worm lúc này có vẻ như họ đang tìm kiếm cơ hội để push. Bây giờ thì họ khá là cứng rồi. Gấu bố lúc này, gấu con đã sắp có AC. Vâng, gấu con sắp có AC rồi nên là họ sẽ tổ chức push với gấu bố đứng tăng, gấu con với AC và Radiant. Nyx có hớt giày phây và bàn tay độc sẽ là một pha push vào. Radiant's top tower is under attack. Đấy, đã lổ hổ báo lao lên rồi. Ngủ rồi, nhưng đó là một pha ngủ làm cho support của anh không thể lên được. Và Nyx, Nyx sẽ làm gì đây? Nhấc lên rồi, Nyx đã chết. Tia lao vào hổ báo. Bây giờ là có giết được Rubik hay không? Rubik sẽ nằm xuống. Chúng ta có thể thấy ở ngoài đang là nổ vũ trụ. Naga vẫn còn sống. Shadow Demon đang cố gắng chạy đi nhưng mà đang bị bóng của gấu bố đuổi theo. Bây giờ là ulti đến từ Naga Siren, một chói lại nhưng có vẻ chói của gấu con khó chịu hơn. SF trong tình huống vừa rồi không ulti. Không có một ai ngoài Naga trong tình huống vừa rồi ulti cả. Daxia ulti nhưng không có tác dụng nhiều khi không có một vây kiềm đẹp. Đúng vị trí tăng cờ thì là Nyx đã nằm xuống, trong khi đồng đội của anh vẫn còn nguyên. Vâng, bị kéo lại TD nhưng lại bị kéo lại rồi. Vâng, Rubik nhìn thấy lại còn bị gấu con trói rồi. Vâng, bây giờ thì là ném đi phía xa. Trong tình huống vừa rồi là không hiểu ý nhau, đánh combat luôn là như vậy. Nếu như team của bạn thiên về combat mà không hiểu ý nhau thì coi như tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ, khi các hero phải rất đồng đều với nhau. Throw hoàn toàn có thể ulti từ để ở trước khi chết, chói tại chỗ và ulti trước khi chết sẽ giúp ích được hơn rất nhiều khi anh chết. Vâng, Jackie, cái tên ngày hôm qua đánh Shadow Demon và Let's Strike, có vẻ như đây là kết nối hơi yếu của Biên Hòa Xin. Anh không quen đánh support hoặc một vì lý do nào đó. Vâng, đã kéo lại phía sau rồi. Một pha kéo lại không được tốt cho lắm. Liệu có lỗ hổ báo lao lên không? Hổ báo lao lên rồi. Không hối hợp với nhau đẹp rồi. Không biết tắt. Đánh combat luôn là như vậy. Có thể là Giang My sẽ chết, nhưng điều đó có Giang My cũng không chết.
Đó là điều vô cùng, nếu như phối hợp với nhau không đẹp. Và một lần nữa thì Troll chết mà mang theo ulti. Luôn luôn là chết mà mang theo ulti. Vâng, Jackie của chúng ta. Trong khi đó thì bên phía Wolf họ phối hợp với nhau rất chuẩn bài. Khi mà bây giờ họ đã quá cứng rồi, chỉ việc lao có bát mà thôi. Radiant's middle tower has fallen. Thanks. Không có SF. Họ đang chỉ tập trung đánh trụ để có Rex. Kéo lại phía sau. Bây giờ là OT. Bây giờ thì khá là đẹp. Nhưng lại không có đem để kết thúc khi SF không ra vào OT. Cái nguy hiểm của đánh combat đó là như vậy. Bây giờ thì Rex sẽ đổ xuống rồi. Chói nhấp đủ kiểu. Bây giờ là Mecha đến từ một pha phê kiềm lại. SF không có ulti và lại tiếp tục chết. Vâng, Darkseer sẽ nằm xuống. Gobo đang tiến lên. Đánh combat là như vậy. Sẽ phải trả giá cực kỳ đắt. Radiant's bottom tower has fallen. Naga không hề có, chưa thấy một pha nào Naga Siren tắt ulti cả. Anh toàn để ulti cho đợi hết tham mà thôi. Và bây giờ thì sẽ là Rex trụ bot rồi. Có nhấc gấu con lên nhưng đó là thảm họa nếu như. Vâng, bây giờ là Tea la vào. Tà Polymer. Tà Polymer không, vẫn không chết. Trang Mi đang bị chói. Vâng, nổ trụ rồi. Đuổi theo Troll. Vâng, vả chết Troll. Bây giờ thì anh mới ra ulti. Có vẻ như đến bây giờ thì anh mới chịu rút kinh nghiệm. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn màng rồi. Vâng, lượng đem của bên phía bên hóa xin không hề nhỏ. Nhưng họ phối hợp với nhau quá tệ. Trong khi đó thì Worm, một khi đã farm được đồ, đây là một line up, một khi đã farm được đồ thì có lẽ là rất khó cản. Họ rất là trâu. Thật sự thì trận đấu này chỉ cần 1-2 combat khớp của biến hóa Asin thì mọi thứ sẽ cho Worm lợi thế. Vâng, gấu bố không có nhiều đồ nhưng gấu con thì phải nói là không khác thì tiểu ra rồi. Bây giờ thì họ sẽ ăn Roshan với chỉ 3 nhân vật này mà thôi. Roshan has fallen to the dire. Immortality. Lifestealer lúc này có 3 sờ rồi. SF sẽ farm lên đồ gì đây? Đã 2 cổng bị Rex rồi. Trong khi đó thì nhà của bên phía Worm vẫn còn khá nhiều. Lượng vàng chênh lệch là đã đến 21.000. Làm sao mà đỡ. TA bây giờ đã có đề số laser. Còn Lestrack thì có BKB. Ngoài cái chói của Naga ra thì chẳng ai cản được Lestrack cả. Bây giờ thì họ sẽ tổ chức push top để có thể ăn được nốt Rex top. Vậy là hết. SF vẫn đang cố gắng đi đẩy trụ mid nhưng có vẻ sẽ là quá muộn màng nếu anh không tele. Anh đã quyết định tele rồi. Bây giờ sẽ có quăng lưới. Bây giờ là rất đẹp nhưng có vẻ như bây giờ thì mọi chuyện đã khác khi mà bên phía Worm quá cứng như thế này. Sàn rất đẹp của Last Strike.
Stun rất đẹp của Leo Strike. Lượng đam của... có lẽ là mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Họ đã quá cứng rồi. Và ulti đến từ SF. Vẫn còn giết người. Tất cả chỉ vì cái trụ và bây giờ đã là Mega Creep rồi. Và Worm làm sao để cản họ đây? Bực tay lên thì không được. Rất đáng tiếc. This time, I'll be a bit more guarded. Daxius bây giờ sẽ có ra băng. Nhưng thật sự thì chỉ còn một cái nhà này làm sao để đép khi họ hoàn toàn có thể smoke đi lên. Và đập tập trung và đập nhà là đủ. Tỷ số là 21-27. Rất hiếm khi có một combat họ làm được tất cả như vậy. Bây giờ đến lượt gấu. Gấu không hề giết được nhiều người, nhưng với việc cứng như thế này thì anh hoàn toàn có thể lao vào để tăng cho team. Chưa kể gấu con. Gấu con mới chính là sát nhân. TA lúc này sẽ tìm kiếm cơ hội blink vào và trong người là con AX. Vẫn tìm kiếm cơ hội. Đã vào rồi. Daxia bật Mekan và giáp băng chảy ra. Ulti rất đẹp và chúng ta có thể thấy là AX làm xuống ngay lập tức. Vây kiềm lại một lần nữa. Tiếp tục là một stun có chịu đến từ Last Strike. Lượng đèm khá lớn đến từ... tôi không tin nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi không tin nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Naga lao ra như có vẻ như là Last Strike nổ vũ trụ quá là nhiều đèm. Buyback. Vâng, buyback không nghĩa lý gì nữa rồi. Buyback không hề có nghĩa lý gì khi bây giờ đã là Mega Creep rồi. Chộp lại để tự cứu mình được hay không? Không được. Bây giờ sẽ là Yang Mi. Yang Mi sẽ nằm đây và anh sẽ có thể hoàn toàn có thể blink. Không được rồi, bị nhấc lên, tiếp tục là chói. Thật sự thì ta Polymer đánh support rất hay. Nhưng có lẽ chính Jackie là người mà biên hóa xin cần phải nói chuyện sau trận đấu này. Trong khi đó thì bên Worm họ có các support đánh phải nói là vô cùng tuyệt vời. Last Strike với những quả stun 2 người hay 3 người. Còn Shadow Demon thì có những quả chộp lồng khá khó chịu. Việc của Naix và gấu bố gấu con chỉ vào để tăng mà thôi. TA mới là người điều đem nhiều trong những combat vừa rồi cùng với lại gấu con. Chúng ta có thể thấy là người giết được nhiều nhất bên phía Worm lại chính là Tiểu Mai. Vẫn chưa từ bỏ. 25-31 rồi, đây mới là game đấu đầu tiên và vẫn chưa team nào muốn bỏ cuộc. Wow. Bây giờ mới để ý. Họ sẽ tiếp tục chờ đợi Roshan, ăn Roshan để tiếp tục push vào trong thôi. Shadow Fan sẽ làm gì đây? Một mình Shadow Fan cân tim chăng? Naga Siren có Manta. Nhưng chỉ Manta không có lẽ là không đủ. Có lẽ là smoke vào rồi, Force Staff lên. Chộp được rồi. Sentry được cắm xuống.
bổ đúng lúc đang OT, không thể hiểu nổi. Nhưng chúng ta có thể thấy là cái war của Daxia rất khó chịu. Lượng đèm tay rất lớn của SF. Họ vẫn chưa chết. Naga Siren vẫn bị Radiant đốt chết rồi. Tiếp tục đuổi theo, phả luôn cả Nyx. Nhưng Nyx rất cứng với Hurt. Hurt còn cả Basher. Vâng, vẫn đang cố gắng đập trụ. Chỉ vào đập trụ mà thôi. Vẫn đang cố gắng để đẹp. Một thằng rất đẹp của Tiểu Mai. Họ chỉ quan tâm đến cái trụ. Đã đóng ra bằng. Vẫn chưa ngã ngu. Không hề dễ dàng để đánh combat như châu Âu. Để đánh được như các team Na'Vi, các thứ Empire thì cần sự phối hợp nhịp nhàng từng người một. Monster kill. Đã phải dùng đến cả ulti để đép rồi. Regeneration. Radiant's middle tower is under attack. SF vẫn đang rất nỗ lực để làm được tất cả mọi thứ có thể. Radiant's middle tower has fallen. Đồng đội của anh còn không đép được trụ. Khi mà có đến 4 hero ở nhà nhưng vẫn không đép được trụ. Mega creep là một nỗi nhức nhối không phải một mình ai cũng hiểu. Có đến 4 người cùng tâm sự chia sẻ nhưng vẫn không được. Vâng, bắt chết gấu bố gấu con. Nhấc lên rồi, lượng đem là rất lớn. Cute có godlike. Nhưng có vẻ như rất là khó để lật rồi khi đây là mega creep rồi. Lúc này thì Naga Siren đang farm lên gì đây? Anh có Vlad để hỗ trợ cho việc dep và push. SF đã lên Crystallis hay là kiếm nhân đem. Một trận chiến mà chúng ta có vẻ như chỉ chờ đợi vào việc buồm lao vào phá trụ thôi. Họ sẽ ăn Roshan khi nó ra. Chỉ có một vài giây nữa mà thôi. Đúng là một game đấu chung kết có khác. Không có điều gì là dự đoán được. Đầu tiên là Worm với một khởi đầu thuận lợi. Sau đó đến mid game với những pha phối hợp với nhau nhịp nhàng của biên hòa Asin thì chúng ta được xem không khác gì một bộ phim trưởng. Nhưng rồi bộ phim trưởng đó lại do Lào đóng về cuối game. Vâng, có lẽ là do Roshan đã được hạ xuống và Tea sẽ là người cầm hồi sinh. Còn gấu bố sẽ là người cầm cheese. Đây có lẽ sẽ là pha push cuối cùng. Mega creep rồi, làm sao mà đẹp. Họ có biết cắm Sentry ra để chống smoke vào hay không? Có Sentry. Naga Siren có ulti. Sentry được cắm xuống. Làm sao để kết thúc được game đấu này đây? Worm có thể sẽ xông thẳng vào trong. Họ cũng không hề thiếu đồ để làm điều đó. Vẫn không làm được. Đã có một slow.
Lượng đam rất lớn này, X đã phải chui vào người Creep rồi. Này X chết luôn. Bây giờ là lava đến từ Worm. Kéo lại, ngủ rất khó chịu. Vậy là Yang Mi nằm xuống rồi, mất hồi sinh. Chỉ còn có bố con thôi. Tập trung vào giết SF. SF sẽ chết. Divin rơi ra rồi, ai là người cầm? Vâng, sẽ là GG. GG.